Lan Anh xin được kính chào quý vị khán giả của đài CBN đang theo dõi băng tầng 18.14 và quý vị khán giả đang theo dõi Uno App IBTV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Lan Anh rất là vui khi được trở lại với quý vị trong chương trình talk show lần này. Khi mà quý vị nhìn thấy hình ảnh của Lan Anh mà ngồi đây với lại anh Đức Tuấn thì có lẽ là quý vị cũng biết rằng anh Đức Tuấn là chủ của nhà Quàn Thiên Môn. Anh giúp cho rất là nhiều những quý vị đồng hương của chúng ta, không những người Việt Nam mà còn những người Mỹ, những người Mễ trong việc là lo đám tang hậu sự. Thì khi gia đình của chúng ta có những người thân nằm xuống, không kể độ tuổi nào hết, những người lớn, những người trẻ, thì anh Tuấn cũng rất là tận tâm giúp đỡ cho rất là nhiều người rồi. Thì ngày hôm nay Lan Anh xin được phép trò chuyện tiếp tục với anh Tuấn để cho những quý vị nào mà chưa nghe đến nhà Quàn Thiên Môn hoặc là chưa biết về anh Tuấn với hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc lo ma chay cũng như là lo hậu sự thì quý vị sẽ có được biết thêm một người nữa, một bàn tay nữa rất là tận tâm sẽ có thể giúp cho quý vị trong thời gian mà quý vị bối rối, có những cái vấn đề trong gia đình thì quý vị có thể liên lạc với anh Tuấn. Và em xin chào anh Tuấn, xin mời anh Tuấn gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài CBN. Kính chào quý vị, kính chào Lan Anh. Thưa anh Tuấn, thì trong những show lần trước thì chúng ta đã nói rất là nhiều về nhà Quàn Thiên Môn cũng như là về những dịch vụ mà nhà Quàn có. Thì em có nhận được một vài câu hỏi của quý vị khán giả gọi vào cho đài và mong anh chia sẻ với lại quý vị khán giả về khi mà chúng ta cần đó, những người mà có hậu sự trong gia đình, có những người mà mất đi thì từng bước như thế nào anh có thể hướng dẫn, giống như là một người khách hàng tìm đến anh có thể hướng dẫn từng bước để cho quý vị được biết không ạ? Thưa quý vị, nếu mà quý vị có một người trong gia đình đó, là thí dụ bác sĩ người ta đã chê rồi đó, người ta nói trong vòng 2 tháng, 3 tháng hay là 6 tháng đó, sẽ ra đi đó, thì cái bước đầu tiên đó, quý vị nên bàn chung với gia đình, anh em họ hàng. Nhưng mà quý vị nên hỏi cái người mà gần mất á, ta yêu cầu ta muốn làm cái gì, muốn chôn là muốn thiêu, hay cái người mà sửa soạn ra đi đó, hay là đưa về Việt Nam, thì cái người gần ra đi đó nên tôn trọng cái decision của người ta, cái mong muốn của người sắp. Thí dụ ba nói thôi giờ ba muốn thiêu, mà người con nói giờ ba thiêu mà con không có thăm mộ của ba được nữa, đó. Nhưng mà cái quyền đó là quyền của người ba, đó thì nên tôn trọng cái đó, làm cho cái người đó. Đó thì trong gia đình mà có thể trong gia đình 5-6 anh em, 7-8 anh em thì người này đòi chôn, người này muốn thiêu, nó thì nên họp lại với nhau, ngồi xuống ăn cơm nói chuyện để quyết định một cái ý trước khi chuyện xảy ra. Tại Tuấn lo lào đám tang, Tuấn đã thấy rồi, có nhiều người ta không muốn chôn, người ta muốn thiêu, cuối cùng cả lộn nhau, cứ để ba nằm đó gần cả 2 tuần. Đó thì nên mình nên giải quyết cái chuyện đó trước khi mất. Hay là có một người người ta lớn tuổi rồi, con cái ngồi chôn ăn cơm chung nhau đó, cũng nên tâm sự, nói chuyện đó. Đó, nhưng mà nói chuyện với ba, xong ba xong mày muốn tao chết à? Đó, nhưng mà cái chuyện này trước sau mà xảy ra thì cũng nên tìm cái cách để nói đó, để như nó không có mất lòng ba với ba má. Rồi ba nói ok, ba muốn trong tương lai ba muốn chôn là bà muốn thiêu, không ra đưa Việt Nam. Đó, chuyện đó chuyện thứ nhất. Rồi xong xuôi đó, nếu mà chuyện bất ngờ xảy ra đó thì cái bước đầu tiên đó là mình phải tìm hiểu coi mình cũng chôn là thiêu hay đưa về Việt Nam. Xong bước thứ hai đó, tốt nhất á, mình nên để ở cái phòng lạnh của nhà thương. Tức là để ở bệnh viện phải không anh? Xong xuôi lấy hẹn, đi tới một cái địa điểm mình muốn. Tại mình gọi điện thoại thì người ta giá cả, người ta sẽ hỏi bất cứ, đầu tiên lúc nào đám tang người ta gọi, người ta hỏi đó, ok giá là nhiều, giá anh là bao nhiêu, giá anh là bao nhiêu. Thì bắt buộc làm ăn mà Lan Anh cũng hiểu mà, người ta sẽ cho cái giá rẻ nhất. Mà lúc mà bước vô cửa rồi người ta mới cộng này, cộng này, cộng này, cộng này, cộng này thêm. Em hiểu. Lúc mà thay đổi ý rồi là trễ rồi. Mà mình đâu có muốn đem ba mình từ đây đi qua đây, từ đây đi tới đây, từ luôn mình cũng kiêng, đúng không anh? Đúng. Đâu phải như một cái thùng nó muốn đem chở tới chở lui đâu. Đó thì mình nên tới nhà Quàn, hỏi xuống cái giá cả, người ta ngồi xuống viết tờ giấy, anh sẽ lo cho tôi cái gì, Dạ. Thì giờ anh nói tôi 5.000 ha, ok anh tính cái gì 5.000? Mình lấy một tờ giấy, mình sẽ itemize out, sẽ chia từng cái. Như tờ giấy tờ khai tử là bao nhiêu, tiền giám sát là bao nhiêu, tiền thẩm viếng là bao nhiêu, dạ, tiền mặc quần áo là bao nhiêu, cái phòng thẩm viếng mỗi ngày là bao nhiêu, cộng thành số tiền 5.000. Rồi xong xuôi mình cầm tờ giấy hợp đồng á, nói ok sẽ tốn kém tôi vậy thôi đúng không? Không tốn kém cái gì khác nữa đúng không? Ký giấy tờ hợp đồng, người ta giữ một cái, nhà hoàng giữ một cái. Dạ. Rồi trong người ta có trong vòng 24 tiếng để trả tiền. Rồi bước thứ ba đó là người ta tới thì coi cái địa điểm nữa, đúng không? Rồi, dạ. Vì đám cưới thì đúng không? Sắp kết là cần cả năm trời đám cưới đúng không? Dạ. Người ta phải tới coi cái nhà hàng, thấy có đẹp không đúng không? Đám tang đụng cái thì giờ đâu có. Nhưng mà ta phải tới cái nhà hoàng để ngồi xuống coi cái địa điểm, ok phòng này sạch sẽ không, chỗ thăm viếng là đầy đủ không? Dạ. Rồi chứ giờ, tôn giáo mình đúng, chọn như thế đạo nào, Phật đúng, đạo Chúa. Dạ. Thì nói để hiểu luôn đó, đa số ở đây có nói thẳng luôn đó, mình không có giấu gì hết. Đa số ở đây có Việt Nam làm trên nhà hoàng, có Việt Nam làm trên nhà hoàng lớn của Mỹ ở đây, cũng có Việt Nam tự người ta là làm, nhưng mà ta cũng còn làm cho Mỹ. Dạ. Người ta chỉ đứng người ta mướn cái phòng, ta bán hòm, xong xuôi ta dùng nhà thờ để làm lễ, hay là người ta mướn cái phòng nhỏ nhỏ ở sau này để thăm viếng. Vì lúc mà mất á, người ta lại giao sát cho người Mỹ làm, cũng phải qua một người Mỹ khác. Dạ. Nhưng mà riêng tại nhà Quàn Thiên Môn mình có chỗ đại chỗ luôn chủ. Dạ. Đúng. Tức là bất cái gì mình quyết định hết. Dạ. Đó. Thì tại vậy đó, mình đi coi chỗ đó, tại vì cái này có một lần thôi đúng không? Dạ, mình phải rồi, cho chỗ tốt, chỗ đẹp, chỗ sạch sẽ cho ba mình chứ đúng, cho má mình đúng không? Dạ. Tự nhiên mình ra cho mọi người cái lúc mình trễ rồi, chạy cho chỗ thấy ghê vậy. Lúc lên báo cáo phó gì sao thay đổi được nữa. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó. Thì nói để hiểu luôn đó, cái đám tang á nó có gia cả rất là nhiều, khác nhau rất là nhiều. Nó chỗ đi điểm nó rất là nhiều. Nhưng mà ở đây đó là nếu mà nói về nhà hoàng Việt Nam á, có chỗ, có phòng giám sát, có đầy đủ đó, là chỉ có Peak Family, là Tuấn và bên nhà Quàn Thiên Môn của mình. Dạ. Đó thì tại gia đình mình nên đi tới cái bước đó từng bước. Tại vì thí dụ đi mất hôm nay là ngày thứ ba, thí dụ đi ha, mất hôm ngày thứ ba đi, sớm nhất á, để chôn hay là thiêu á, là sớm nhất á, thứ ba, thứ tư, thứ năm, sớm nhất tới thứ sáu, thứ bảy mới làm lễ được. Dạ, đúng. Phải rồi, cho nhà hoàng 3 ngày để xin phép giấy tờ. Đó thì tại vì mình có thì giờ. Dạ. Hiểu không? Để mình đi mình tìm hiểu. Thực ra em thấy 3 ngày rất là nhanh đó, tại vì thông thường em thấy là khoảng ít nhất là 1 tuần tới 2 tuần thì mới lo. Nhưng mà em thấy ở một điều ở đây là anh Tuấn chia sẻ đó quý vị rất là hay ở một chỗ là quý vị nên đến tận nơi một sở thị để mình thấy được là ở cái khu đó như thế nào, có phù hợp không. Và đặc biệt một cái mà anh mention tới, em rất là cảm ơn anh, là mình phải coi xem là cái giá cả trong đó nó bao gồm cái gì. Tại vì thực sự mà nói ra là rất là nhiều người lúc đó họ bối rối, họ gọi phone thì họ chỉ nghe là ồ bao nhiêu đó thôi, thì mình thấy cái giá rất là hợp lý. Nhưng mà khi đến mình cộng tiền service này tiền kia nữa thì con số nó đội lên, thì đến lúc đó mình lại quá trễ để có thể thay đổi rồi. Thì em nghĩ là quý vị, thứ nhất là nếu như quý vị có được một trong gia đình thì lúc đó thì ai cũng bối rối rồi, nhưng mà nếu mà có được thì một cái người nào bình tĩnh rồi có thể lo được những cái vấn đề này thì gọi đến số phone của anh Tuấn, cũng như là đến tận nơi để có thể trực tiếp nói chuyện với anh Tuấn, thì anh Tuấn sẽ tư vấn một cách rất là tận tình cho quý vị. Và số điện thoại của anh Tuấn là 714-224-2501 có hiện trên màn hình. Và nhà Quàn Thiên Môn ở địa chỉ là số 8351 Catala Avenue, Stanton, California 90680. Kính thưa quý vị, thì quay trở lại với những cái bước, thì đó là 3 bước rồi, còn gì nữa không anh Tuấn? Nãy tôi nói đó, để giải nghĩa thêm để quý vị hiểu, tại mình nói để mình muốn gia đình tới bất cứ một cái nhà hoàng nào chứ không phải nhà hoàng mình. Dạ. Yeah. Nhưng mà nên tới để tìm hiểu. Đúng vậy. Cái chỗ mình có đồng ý hay không. Đó. Ở đây Tuấn có 3 tượng Phật bự như nè. Nếu mà lên trên đài thấy đó, có quảng cáo thấy 3 tượng Phật đó, là mình đem từ Việt Nam mình sắp xếp một cái đám tang theo phòng đạo Phật và phòng đạo Phật. Phòng đạo Chúa sẽ có Chúa Giêsu, có Đức Mẹ La Vang. Yeah. Đó thì cái giấy mình nói đó, quý vị gọi điện thoại hỏi giá ha, người ta cho quý vị cái giá rẻ ha, nhưng mà chỗ nào Lan Anh hiểu không, tiền nào của nấy à. Dạ. Là Lan Anh hiểu tôi nói không, đám tang á chỉ có một lần thì rất là quan trọng, cũng giống như đám cưới vậy đó. Bạn bè người ta tới, người ta tâm lý nói trời sao chỗ này sao ghê, cái tệ quá vậy. Lan Anh hiểu đúng không? Người ta đã nói thì hiểu mà, có người nói vô nói ra, cuộc đời là như vậy. Đó, mà giờ người ta đang có người trong gia đình mất, người ta đâu muốn nghe mấy cái đó. Đó, thì người ta muốn chia một tổ rất là tốt để lo cho gia đình người ta. Thì bất cứ nhà hoàng nào quý vị nên tới chỗ để coi. Bỏ thì giờ ra để tới chỗ coi. Giờ anh đưa ba xác, ba tôi đi đâu? Quý vị nên hỏi câu đó. Anh lấy xác của ba tôi, anh đưa đi đâu? Ok, thì nó để hiểu luôn, phải tìm hiểu cái đó. Người ta đem đi một cái chi nhánh khác rất là xa, hay là một cái warehouse để ướp xác. Đâu muốn, mình đâu muốn đem ba mình tới cái chỗ warehouse để ướp xác. Dạ đúng rồi. Lan Anh hiểu tại sao đem tới warehouse không? Nó tiết kiệm hơn, rẻ tiền. Dạ. Người ta mướn cái chỗ này để ướp xác. Mình đâu muốn đem ba mình tới cái warehouse. Nhưng mà mình phải hỏi nhà hoàng. Dạ, nhà hoàng. Anh đem xác ba tôi đi đâu, để chỗ nào, anh thăm viếng ở đâu. Tôi không biết chính xác thăm viếng ở đâu trước khi ký tờ hợp đồng. Dạ. Bên nhà Quàn Thiên Môn của mình là sẽ đưa xác của người thân trong gia đình tới nhà Quàn, tại nhà Quàn, để có thể mọi người dễ dàng trong việc thăm viếng, đúng không ạ? Quý vị có thể đi theo nhà Quàn tới phòng lạnh luôn. Để mình yên tâm, thấy nhà Quàn rõ ràng là để ba của quý vị vô trong phòng lạnh của nhà Quàn Thiên Môn. Không có đem một chi nhánh khác. Xong rồi quý vị, để thí dụ để quý vị nói mới mất ngày hôm nay đi ha, mà tới thứ 6 mới làm lễ thăm viếng đúng không? Sẽ để ở đâu? Ngày hôm nay nhà Quàn Thiên Môn sẽ ướp xác liền, tắm dưỡng mà quần áo liền. Ngày mai là thứ tư đúng không? Thứ tư, thứ năm, thứ 6 mới làm lễ đúng không? Quý vị có thể tới nhà Quàn gặp ba quý vị bất cứ giờ nào cũng được hết. Nhà Quàn không có tính tinh tiền, nhưng mà chỉ là family thôi. Cái đó tiếng Mỹ nó gọi là courtesy đó. Tại ba mình mới mất, mà thí dụ em gái của mình ở xuyên bang khác mới qua, nó chưa gặp đúng không? Thì bắt buộc 99% là người ta sẽ muốn gặp ba của người ta. Đa số nhà hoàng khá người ta từ chối hết, because tiền. Ta sẽ tin tiền, chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai á, người ta không có quyền quyết định. Lan Anh hiểu không? Để kể cho hãng corporation. Nếu mà người ta làm như vậy đó, sẽ tốn kém cái hãng cái thì giờ để sắp xếp cái vòng để người ta thảo vô thăm gặp. Đó, thì tốn kém điện, tốn kém, nó gom là nhân chi sự phí nữa. Dạ đúng rồi, đúng. Những người phải ở đó để trực để cho quý vị đến thăm nữa, đúng như vậy. Của mình có quyền hết, mình quyết định hết. Đó, thì tại vì nhà Quàn Thiên Môn rất là dễ dàng về mấy cái chuyện này, because it's family owned and operate. Trong tương lai mình trả xong hết cái mortgage là của mình. Em rất là cảm ơn anh Tuấn, bởi vì những cái điều mà anh Tuấn vừa chia sẻ thì thực sự ra là những người mà mình khi mà đến cái chuyện mình phải lo rồi mà mình mới nói tới thì nó giống như là đã quá trễ. Nhưng mà nếu ngày hôm nay quý vị nào mà đang theo dõi cái talk show này cùng với Lan Anh và anh Đức Tuấn ở trên đài CBN băng tầng 18.14 thì quý vị, là Lan Anh nghĩ chắc chắn quý vị có thể hiểu thêm được từng bước. Lan Anh hiểu được rằng là khi mà chúng ta nói đến chuyện hậu sự, nói đến chuyện tan tóc thì nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, họ không có thoải mái để chia sẻ. Nhưng mà quý vị biết không, đây là một cái chuyện mà chúng ta không thể nào tránh được. Mình khi mà mình nói chuyện sớm thì mình sẽ tới cái lúc mà chuyện xảy ra thì mình có thể dễ dàng mình thu xếp để mọi việc nó được êm đẹp hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với anh Tuấn sau một vài phút thông tin thương mại. Quý vị hãy luôn giữ băng tầng 18.14 của đài CBN chúng tôi quý vị nhé.